Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 Nam Mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Kính thưa quý vị, như chúng ta ai cũng biết thì cái năm 2024 năm Giáp Thìn là một cái năm mà hầu hết những người tuổi Tuất, đặc biệt là những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thì đều gặp những cái trắc trở, những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Trong năm bị cục diện tương xung với Thái Tuế, vậy nên đây được đánh giá là một cái năm mà khá khó khăn với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, năm Ất Tỵ, thì những người tuổi Mậu Tuất lại có cái vận trình bừng sáng do được gì? Được cục diện là thần tài chiếu mệnh, đúng không ạ? Chúng ta lấy Bính Mậu lấy Lộc tại Tỵ. Vậy nên đây là một cái năm mà tài lộc dồi dào, sức khỏe cũng được ổn định đối với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cùng xét về cái vận thế của những người tuổi Mậu Tuất, xem là trong năm 2025 năm Ất Tỵ sẽ có những cái vận may gì đến với họ, cơ may nào sẽ giúp cho họ đổi đời giàu có, cơ may nào giúp cho họ có được cái sức khỏe dồi dào và có được một năm bình yên may mắn, tận hưởng cái tuổi già vui vẻ bên con cháu. Đấy. Thì trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị về các vấn đề này. Thì đầu tiên là cái tổng quan vận hạn của năm 2025 năm Ất Tỵ đối với những người tuổi Mậu Tuất. Đó. Cái thứ hai là gì? Tử Thông sẽ chia sẻ chi tiết từng tháng, xem là tháng nào tốt, tháng nào xấu và quý vị cần phải làm gì để có được cái may mắn thành công nhất định đến với mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nói chung ấy, ở trên cái cuộc đời này, càng sống lâu thì chúng ta lại càng hiểu rằng cuộc sống này không có cái thành công nào xảy đến mà không trải qua những cái đắng cay, những cái vất vả, những cái gian truân khổ cực. Không có vinh quang nào mà không có mất mát và hy sinh. Với thời buổi thị trường đầy khó khăn, cơ hội và thách thức nó luôn đan xen lẫn nhau, chồng chéo vào nhau như là cái tình hình hiện nay. Sự cạnh tranh trên mọi lĩnh vực thì ngày càng căng thẳng hơn. Để có một cái kết quả tốt đẹp thì tất nhiên là cái chuyện trả giá là cái điều không thể không diễn ra, đúng không ạ? Thưa quý vị, với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 Nam Mạng thì cái năm 2024 nó Giáp Thìn đã phải đối diện với vô vàn cái khó khăn do cục diện tương xung với Thái Tuế. Nhiều rắc rối trong công việc, nhiều áp lực kinh tế đẩy những người tuổi này xuống cái vực thẳm, tưởng như không bao giờ ngóc đầu lên được. Thì nay, năm 2025 năm Ất Tỵ, gặp được cục diện cát lành, nên là cái vận trình của những người tuổi Mậu Tuất Nam Mạng sẽ được tốt hơn rất nhiều, sẽ bớt đi cái khó khăn, bớt đi cái khổ cực, bớt đi cái nặng nhọc. Cái vận trình cũng sẽ phất lên như diều gặp gió. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết những người tuổi Mậu Tuất là những người có năm sinh là 1958, có thiên can là Mậu, địa chi là Tuất. Người này có lá số là Dương Nam, có ngũ hành nạp âm là Bình địa Mộc, cung mệnh là cung Càn thuộc Kim, được gọi là Tiến Sơn chi Cẩu, có nghĩa là chó vào núi. Có xương con chó, tướng tinh con vượn, con nhà Thanh Đế, phú quý. Quý vị thân mến, trời sinh những người tuổi Mậu Tuất Nam Mạng thì tính tình cương trực, ngay thẳng. Họ là những người nghĩa khí, giữ chữ tín, ý chí và nghị lực thì rất là cao. Những người tuổi Mậu Tuất thường là những người thông minh và cực kỳ nhạy bén trong mọi lĩnh vực mà mình tham gia. Họ sôi nổi trong công việc, khát khao lập nghiệp để có được một cuộc sống giàu sang sung túc hơn. Những người tuổi này có nhiều ý tưởng táo bạo, dám nghĩ, dám làm. Bất cứ cái ý tưởng nào dù khó tính mấy thì họ cũng đều gì khao khát muốn thực hiện cho bằng được. Những người tuổi Mậu Tuất cũng rất là siêng năng, chăm chỉ. Chính vì vậy mà vô cùng là được việc. Họ không ngại giúp đỡ những người khác. Vì thế sẽ duy trì được nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp trong đời mình. Thưa quý vị, cuộc đời của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 được gói gọn trong những câu ca sau đây. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng mộc bình địa là cây đất bằng, hạ thu lỗi số khó khăn, hai mùa vất vả lăng xăng cực hoài, đông xuân thời đặng gặp may, thanh nhàn sung sướng ít ai dám bì, có lúc tai nạn hiểm nguy, may nhờ Phật độ không bì bỏ thân. Tiền vận lắm lúc lôi chuân, nhà cửa nhiều lớp, có rồi cũng tan. Nhưng mà số mạng giàu sang, vinh hoa phú quý an nhàn tấm thân. Số đặng vui vẻ thảnh thơi, người nhờ ân đức của trời ban cho. Đó. Thưa quý vị, năm 2025 năm Ất Tỵ được đánh giá là một năm bình hòa với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Mặc dù bản mệnh không có sự phát triển nào quá rực rỡ, nhưng mà các phương diện cuộc sống cũng được ổn định, ít phải lo toan. Chuyện gia đình đôi khi không hòa hợp, song nếu mà có cách giải quyết khéo léo thì các thành viên lại trong ấm quải êm như xưa. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành, đúng không ạ? Thì năm 2024-25 năm Ất Tỵ
thì chúng ta có tị gặp tuất, đúng không ạ? Tị hỏa gặp tuất thổ được cục diện hỏa thổ tương sinh. Hỏa thổ tương sinh, đó. Vậy nên là trong năm 2025 năm Mất Tỵ thì công việc của những người tuổi Mậu Tuất có thể được mở mang thêm, càng ngày càng suôn sẻ thuận lợi. Theo đó, tiền bạc cũng thêm phần dồi dào, chất lượng cuộc sống cũng được tăng lên đáng kể. Vậy nên trong thời gian này thì nói chung ấy được cục diện hỏa thổ tương sinh, vậy nên trong năm ấy sức khỏe cũng sẽ tốt hơn, không gặp nhiều cái ốm đau bệnh tật. Bên cạnh đó, các mối quan hệ cũng sẽ hài hòa tốt đẹp hơn, đi đâu cũng sẽ được có người tương trợ giúp đỡ. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn do cục diện thái tuế nó sinh cho, thái tuế Ất Tỵ sinh cho Mậu Tuất. Vậy nên những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế che chở giúp đỡ, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nam mạng. Thưa quý vị, bên cạnh cái mối quan hệ địa chi thì chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can, đúng không ạ? Thiên can Mậu, đúng không ạ? Chúng ta có Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ, đúng không ạ? Như vậy năm 2025 năm Ất Tỵ lại là cái năm lộc của những người tuổi Mậu Tuất. Vậy nên đây là một cái năm mà quý vị cũng khá dễ dàng kiếm tiền, dễ có cơ hội đổi đời làm giàu. Bên cạnh đó, chúng ta có Mậu, Mậu thổ gặp Ất Mộc, đúng không ạ? Nó là chính quan. Nó là chính quan. Vậy nên trong năm nay thì nói chung có chính quan tương trợ giúp đỡ, lại thêm cái lộc tồn nó ghé thăm. Vì thế mà những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 ấy, con đường công danh sự nghiệp gặp nhiều cái may mắn và có những chiều hướng tích cực đó. Quý vị sẽ phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, với cộng sự. Những ý tưởng độc đáo sẽ giúp cho tiến trình công việc nó được đẩy nhanh hơn, đem đến nhiều cái sự cải thiện cho tập thể. Bên cạnh đó thì trong năm ấy, năm Ất Tỵ thì chúng ta có địa chi Tỵ này này, nó ẩn tàng ba cái thiên can, đó là gì? Bính, Mậu và Canh. Thì chúng ta có Mậu gặp Bính thì nó là thiên ấn, Mậu gặp Mậu là tỷ kiên, Mậu gặp Canh nó là thực thần. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng vẫn ẩn chứa ba cái cát tinh, nó sẽ mang đến những cái thuận lợi may mắn cho những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Thì đầu tiên chúng ta còn xét Mậu gặp Bính nó là thiên ấn. Nói chung ấy, trong năm được cái thiên ấn nó trợ vận nên những người tuổi Mậu Tuất có tiếng nói và được tín nhiệm, hay được đồng nghiệp, được cấp dưới yêu quý và quý mến. Những người tuổi Mậu Tuất nam hạng mà làm y dược hay là kỹ thuật hoặc là làm luật sư ấy thì được mọi người tôn trọng và nể nang. Tuy nhiên, gia chủ cũng cần phải khiêm tốn và hạn chế lạm dụng quyền lực để không bị điều tiếng thị phi. Bên cạnh đó, chúng ta có Mậu mà gặp Mậu thì nó là tỷ kiên. Chịu tác động của tỷ kiên, vậy nên những người tuổi Mậu Tuất nam mạng trong thời gian này cũng có cơ hội thể hiện cái thế mạnh của bản thân một cách là rõ ràng hơn. Gia chủ sẽ đưa ra những cái quyết định đúng đắn và sáng suốt. Dù gặp phải bất kỳ cái tình huống nào thì những người tuổi Mậu Tuất cũng xử lý nhanh gọn, hợp tình hợp lý và ngày càng chứng tỏ được cái vị thế quan trọng của mình trong tập thể. Bên cạnh đó, chúng ta lại có Mậu gặp Canh thì nó là thực thần. Nói chung ấy, được thực thần nó ghé thăm, nó mang đến nhiều cái vận may, nhiều cái tin vui phát tài phát lộc cho những người tuổi Mậu Tuất trong năm nay. Đặc biệt là những người làm buôn bán kinh doanh thì có những cái cơ hội làm ăn thuận lợi, tiền bạc đổ về không thiếu. Nhờ đó mà quý vị có thể thoải mái để chi tiêu cũng như là thực hiện những cái bước tiếp theo, những bước tiến tiếp theo của mình ấy. Nhân cái lúc tài khí đang dư giả thì quý vị cũng nên có một cái kế hoạch đầu tư thêm vào cái lĩnh vực nào đó để thúc đẩy cái vận trình của mình nó phát triển được tốt hơn đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc đấy cho mình trong năm 2025 năm Ất Tỵ, tăng cường cái chính quan thiên ấn, tỷ kiên và cái thực thần, thì những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nam hạng. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ là cái vận hạn và sao hạn của năm, đúng không? Năm chủ của năm. Thì quý vị biết đấy, năm 2025 năm Mất Tỵ thì những người tuổi Mậu Tuất là 68 tuổi. Ở 68 tuổi quý vị gặp cái sao hạn là sao Thái Dương, gặp hạn năm là hạn Thiên La, và trong năm quý vị không bị phạm Kim Lâu, không bị phạm Hóa Ốc, không bị phạm Tam Tai. Vậy nên trong năm nay mà có ý định xây nhà thì cực kỳ là may mắn đối với những người tuổi Mậu Tuất. Bên cạnh đó, xét về cái sao hạn, đúng không? Thì 68 tuổi nam mạng thì gặp cái sao sao chiếu mệnh là sao Thái Dương. Sao Thái Dương là một cái sao tốt đấy. Đây là một cát tinh, nó thuộc hành hỏa, là một phúc tinh, nó mang lại cái sự may mắn tài lộc cho nam giới. Cái sao Thái Dương nó là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi mà gặp cái sao này chiếu mệnh ấy thì quý vị sẽ được gì, tài lộc dồi dào, công danh sự nghiệp thì ngày càng thăng tiến. Nói chung ấy
Cái sao này nó cũng sẽ có tác động tích cực đến những gia chủ tuổi Mậu Tuất Nam Mạng, như là làm ăn để phát đạt, gặp may mắn trong công việc buôn bán kinh doanh. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thì thường có cơ hội được thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi cũng sẽ lẫy lừng hơn. Nói chung cái giai đoạn thuận lợi nhất của cái sao Thái Dương nó chiếu mệnh đó là vào tháng 6 và cái tháng 10 âm lịch nhá. Vậy nên quý vị cần phải tập trung chú ý trong 2 tháng này để mà làm những việc đại sự. Đấy, đây là 2 tháng đại cát dành cho các bạn. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì xét về cái sao hạn, cái hạn năm ấy, thì những người tuổi Mậu Tuất 68 tuổi gặp cái hạn năm là cái hạn Thiên La. Đấy. Hạn Thiên La là một hạn sao xấu. Thì đây là một trong những cái sao xấu, nó có ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tâm lý, đến tình cảm cũng như là sự nghiệp của những người tuổi Mậu Tuất. Năm 2025 năm Bất Tỵ mà những người tuổi Mậu Tuất gặp hạn Thiên La ấy, thì thường cảm thấy mệt mỏi, đau nhức và mắc những cái bệnh lạ. Dù đã cố gắng điều trị nhưng mà tiền bạc bỏ ra ấy, vẫn không giúp họ thoát khỏi cái tình trạng đó. Quý vị trong thời gian này cũng dễ bị trầm cảm, lo lắng, mất ngủ và hay mơ thấy ác mộng. Để hạn chế những cái ảnh hưởng do cái niên hạn này gây ra ấy, thì những người tuổi Mậu Tuất Nam Mệnh nên tìm cách giải tỏa căng thẳng như là thiền định, đọc sách hay là làm những cái việc mà mình yêu thích. Cũng nên tránh những cái tranh cãi xung đột với con cháu trong nhà. Thưa quý vị, trong năm ấy, thì điều mà những người tuổi Mậu Tuất cần phải khắc phục đó là tính hay lo hay nghĩ. Đấy, dưới ảnh hưởng của những cái tiêu cực do cái hạn này nó gây ra này, thì quý vị cũng cần phải có cái phương pháp hóa giải để có được cái may mắn tài lộc đến với mình. Trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì để tăng cường cái cát khí của sao Thái Dương và hóa giải cái hạn năm là cái hạn Thiên La ấy, tăng cường sức khỏe và tăng cường cái tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mậu Tuất Nam Mạng quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Đấy, mặt trên 6 cạnh của nó có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật, mặt trước mặt sau là in hình bông hoa sen và giữa nó có một cái viên cầu pha lê, trong nó có cái chứa chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Thì đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, như là cái sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Thiên La, hạn Thiên La, hạn Địa Võng vân vân đó, mang lại cho quý vị một cái sức khỏe dồi dào, tài lộc như ý trong năm. Cái Minh Quang Bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. Thưa quý vị, như đã nói ở trên ấy, thì trong năm nay, năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Mậu Tuất nói chung là một trong những người cực kỳ may mắn, được tài tinh chiếu mệnh, lại được sao Thái Dương nó chiếu đến nữa. Vậy nên đây là một cái năm mà quý vị có thể thâu thu thêm cái tài lộc, có được sức khỏe tốt và gặp được nhiều cái may mắn. Tuy nhiên trong năm ấy thì quý vị cũng không nên suy nghĩ hay là lo lắng quá nhiều. Dưới ảnh hưởng của cái lưu niên trường sinh, nó có đất suy nhập mệnh. Vậy nên những người tuổi Mậu Tuất thường đôi khi để quá bi quan khi mà đối diện với những cái rắc rối bất ngờ. Tác động từ cái cục diện này cũng gây ra nhiều cái thăng trầm khó đoán cho bản mệnh. Công việc ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể tìm được cái hướng đột phá, lại thêm có nhiều cái hung tinh tử phù nó báo về với bản mệnh trong năm nay. Vậy nên là gì, cái vận tiểu nhân nó cũng có dấu hiệu tiềm tàng và luôn gì tăng trưởng. Quý vị gì cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì ấy, cái kẻ tiểu nhân chỉ cần đợi lúc quý vị sơ hở để tìm ra cái cách lừa gạt hay là chiếm đoạt những cái gì mà quý vị đang có. Thế nên quý vị cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ xã giao. Thưa quý vị, nói chung ấy, từ cái mối thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là cái hệ thống sao chiếu mệnh và cái vận hạn của năm, thì chúng ta kết luận rằng trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Mậu Tuất Nam Mạng không gặp cái vận hạn nào quá lớn. Năm nay thì có nhiều cái sao tốt chiếu mệnh. Nam giới tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thì hành sự thì cát lành, cuộc sống thì được đảm bảo ở cái mức thoải mái nhất. Bản mệnh dễ gặp hung hóa cát, gặp khó khăn thì cũng được người tương trợ. Tình hình tài chính thì cũng không có biến động gì quá lớn. Quý vị vẫn duy trì được cái mức sống ổn định, có của ăn của để, không phải suy tính quá nhiều trước khi mua sắm. Tuy nhiên, nếu mà cầm nhiều tiền trong tay ấy, thì quý vị cũng nên có cái phương án gửi tiết kiệm hoặc là gì giữ cho kỹ, đừng để kẻ xấu lừa gạt, khiến cho công sức bao năm của quý vị cống hiến đã đổ sông đổ bể. Năm nay thì được hỗ trợ mạnh của cái vận trình, nên là những người tuổi Mậu Tuất thì có nhiều cái may mắn, khó khăn thì cũng sẽ có người giúp sức, đau ốm thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi. Cuộc sống thì bình an trôi qua bên những người mình thân yêu, tinh thần vì thế mà cũng sẽ có thêm phần khởi sắc và có thể đón cái chuyện hỷ sự của con cháu trong nhà. Thưa quý vị, như vậy đây là một cái năm mà cũng khá là bình yên may mắn đối với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Vậy thì để biết được là trong năm thì cái may mắn nó rơi cụ thể vào tháng nào và cái tháng nào quý vị cần phải chú ý,
thì ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ phân tích chi tiết về cái vận trình tử vi từng tháng của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 để quý vị nắm rõ cái vận trình của mình, từ đó đưa ra được những cái quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống để quý vị có được một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào và có được một cái sức khỏe tốt trong năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Tuất, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong từng tháng nhé. Thì tháng đầu tiên chúng ta xét là tháng Giêng và tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần chúng ta cục diện là Dần Ngọ Tuất tam hợp. Tháng này được cái tam hợp cục nó tương trợ giúp đỡ. Đâm ra là gì? Trong tháng này quý vị cũng có nhiều cái cơ may và có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thêm nữa lại có phúc lưu niên phúc đức và cái thiên đức. Đâm ra là gì? Tháng này quý vị cũng gặp được khá nhiều may mắn. Tuy nhiên trong cái tháng Giêng ấy thì quý vị bị kìm kẹp bởi cái lưu niên tuyệt nhập mệnh kèm theo là cái sao Kình Dương. Đấy. Trong thời gian này thì cái vận trình của quý vị có vẻ là hơi ảm đạm một chút, dễ xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái tranh cãi, những cái tranh chấp với anh em bạn bè, với đồng nghiệp. Bên cạnh đó, cái Kình Dương này nó cũng cảnh báo những tai họa tiểu nhân khá lớn trong cái tháng Giêng này. Tốt nhất là quý vị nên cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói và trong cách hành xử của mình, tránh xức họa vào thân. Cái vấn đề sức khỏe của gia chủ trong thời gian này cũng thì không được chủ quan. Tuy nhiên, trong cái thời gian này thì không chỉ hoàn toàn là cái hung tinh, thực tế thì những người tuổi Mậu Tuất nam mạng vẫn được cái sự hỗ trợ của thiên đức và cái phúc đức, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái vận thế nó yếu, nhưng mà có tam hợp giúp sức, đâm ra là gì? Có khó khăn thì vẫn được có người đứng ra tương trợ giúp đỡ. Nói chung ấy, tháng này được cục diện tam hợp nhưng mà cũng không thật sự may mắn lắm, nó cũng chỉ là một tháng trung bình đối với những người tuổi Mậu Tuất. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng thứ hai là tháng Kỷ Mão. Tháng hai là tháng Kỷ Mão thì trong cái tháng Kỷ Mão này thì đây là một cái tháng may mắn ngập tràn với những người tuổi Mậu Tuất, do là cục diện là gì? Mão Tuất là nhị hợp nó nâng đỡ. Thêm nữa, trong tháng lại có lưu niên lộc tồn nó chiếu mệnh, và có cái gì, có cái lưu niên thai nó nhập mệnh nữa. Vậy nên trong cái tháng hai lịch ấy thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi Mậu Tuất nam mạng về cơ bản là rất ổn định, có đồng ra đồng vào, nhưng mà quý vị cũng cần phải biết cân đối thu chi, chăm chỉ làm ăn nên là vẫn được hưởng cái lộc trời ban. Bên cạnh đó, cái cục diện nhị hợp nó xuất hiện nó cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người tuổi Mậu Tuất ở cái thương vụ, ký kết hợp đồng làm ăn hay là tiến hành giao dịch lớn nhỏ thì đều có thể diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán thì nhờ vào cái nhân duyên tốt mà cái việc bán hàng cũng được lợi nhuận hơn nhiều. Bên cạnh đó, quý vị cũng sẽ mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình là cái việc không quá khó. Nếu mà thuận lợi thì lợi nhuận cũng sẽ càng ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của những người tuổi Mậu Tuất nam mạng trong cái tháng này cũng khá là tốt. Đấy, vẫn duy trì ở mức ổn định, gần như là không có triệu chứng nào bệnh tật nó khiến cho gia chủ phải lo lắng. Thêm nữa, lại nhờ có cách cắt tinh bác sĩ, lưu niên bác sĩ chiếu mệnh. Vậy nên là trong tháng này ấy, thì dù công việc có bận rộn, áp lực cuộc sống có đè lên vai, nhưng mà quý vị cũng luôn biết cách giải tỏa cái căng thẳng cho bản thân, không để cái sức khỏe nó bị ảnh hưởng. Vì vậy, đây là một cái tháng cũng là may mắn về với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Thưa quý vị, trong tháng 3 âm lịch, tháng Canh Thìn ấy, thì chúng ta cục diện là Thìn Tuất là tương xung. Cái cục diện tương xung nó án ngữ, nó khiến cho cái vận trình của những người tuổi Mậu Tuất cũng gặp nhiều cái biến cố nhất định. Nhưng may mắn thay là với những người tuổi Mậu Tuất ấy, thì trong tháng này có lưu niên dưỡng nhập mệnh. Lưu niên dưỡng nhập mệnh nó khiến cho phương diện tình cảm của những người tuổi Mậu Tuất thì nói chung là cũng khá là tốt. Quý vị luôn biết chăm lo cho gia đình, lại vui vẻ chân thành nên đời sống cũng khá là gì? Khá là tràn đầy những cái niềm vui và tiếng cười. Dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái xung đột, những cái bất đồng, nhưng mà quý vị đã chủ động hòa giải hoặc là tìm cách hâm nóng cái tình cảm để cho hạnh phúc luôn được bền lâu. Thêm nữa, gia đình thì cũng có nhiều cái hỷ tín trong năm, cuộc sống thì đầm ấm yên vui. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng lơ là nhé, bởi vì trong cái tháng này vẫn còn cái lưu niên trực phủ, đà la và quan phủ. Cái đà la và cái trực phủ này thì nó đem lại cái sự chậm trễ, cái sự lề mề, và đây là hai cái yếu tố nó ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe của bản mệnh. Bên cạnh đó, cái quan phủ nó cũng gây ra những cái khó khăn về công việc. Đấy, có thể là gì? Nó chủ về công đường, về pháp luật. Vậy nên là quý vị nên chú ý cái công việc của mình, đặc biệt là những người làm giấy tờ ấy, hoặc là những người mà đang có ý định sang tên, chuyển nhà cửa hoặc là gì, chuyển đất đai cho con cháu ấy, thì cũng cẩn thận kẻo vướng vào cái họa thị phi và họa lao ngục nhé. Thêm nữa, trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình, đề phòng một số cái chấn thương hoặc là những cái tai nạn do tác động từ bên ngoài. Tốt nhất quý vị nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá sức đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn, hóa giải cục diện tương xung và khiến cho những gia chủ tuổi Mậu Tuất gặp may mắn, tài lộc nhiều hơn ấy,
thì những người tuổi Mậu Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1908 năm Hạ. Tiếp theo chúng ta xét lại tháng 4. Tháng 4 âm lịch nó là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ. Thì trong tháng Tân Tỵ thì chúng ta có gì? Chúng ta có Tỵ Hỏa sinh Tuất Thổ. Thêm nữa, trong cái tháng này ấy, thì nói chung ấy, cái cục diện lưu niên trường sinh nó án ngữ. Vậy nên nó cũng đem đến nhiều cái cát lợi cho sự nghiệp của những người tuổi Mậu Tuất nam mạng. Trong thời gian này thì quý vị càng nhiệt tình giúp đỡ người khác bao nhiêu thì lại càng có nhiều cái cơ hội được quý nhân giúp đỡ bấy nhiêu. Quý nhân sẽ xuất hiện, sẽ giới thiệu cho quý vị những cái hướng đi mới để triển vọng. Nhưng trong tháng này vẫn còn có cái thái tuế hung tinh và cái lưu niên phục binh nó án ngữ. Vậy nên những người tuổi Mậu Tuất vẫn cần phải gì hết sức cẩn thận vì nó đem lại cái điểm báo về thất thoát về tiền bạc, hao tài tốn của trong cái tháng này. Đa phần ấy, thì những người tuổi Mậu Tuất phải chi tiêu khá nhiều cho gia đình, anh em, họ hàng. Ngoài ra gặp cái họa thị phi đau bám nó cũng gây hao tốn tiền của không nhỏ đối với những người tuổi Mậu Tuất. Bên cạnh đó, cục diện thái tuế, lưu niên thái tuế nó cũng ảnh hưởng nó cảnh báo cái thời điểm này không thích hợp để tham gia vào những cái dự án đầu tư lớn đó. Quý vị không nên bỏ tiền trong cái thời gian này nhé. Nếu mà có để tháng sau thì sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì trong tháng này thì quý vị cần phải lưu ý này. Nói chung là toàn các hung tinh thôi, đâm ra là quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 5 lịch. Tháng 5 lịch đó là tháng Nhâm Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 5 âm lịch thì cái phương diện gia đạo của những người tuổi Mậu Tuất nam mạng cũng khá là bình ổn. Đấy. Trong tháng này do được cục diện gì? Lưu niên mộc dục nó nhập mệnh. Lại thêm được cục diện tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ nữa. Nên là gia đình trên dưới thì đồng vợ đồng chồng thuận hòa. Bản mệnh đôi khi có phần nóng tính. Nên tiết chế để gia đình luôn được giữ mối quan hệ tốt đẹp hơn. Quý vị cư xử cũng cần phải điềm tĩnh, tạo tấm gương cho con cháu. Tuy nhiên, trong cái tháng 5 âm lịch ấy, thì những người tuổi nam mạng Mậu Tuất lại có gì cục diện đại hao và cái thiên không. Lưu niên đại hao và thiên không thì nói chung là nó sẽ khiến cho quý vị bị gì biến động mạnh về cái tài chính, đặc biệt là theo cái chiều hướng tiêu cực. Những hung tinh này dễ khiến cho bản mệnh gặp họa phá tài, cản trở con đường làm ăn. Tiền bạc dù vẫn kiếm được nhưng mà không giữ được trong tay mình. Nếu mà không ấy thì cũng là phải móc tiền túi ra để giải quyết những hậu quả khôn lường. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mậu Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Tuất 1958 năm ạ. Tiếp theo, chúng ta xét đến tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch đó là tháng Quý Mùi. Thưa quý vị, nói chung trong tháng Quý Mùi thì chúng ta gì có cái lưu niên quan đới nó nhập mệnh. Vậy nên mặc dù những người tuổi Mậu Tuất tuổi đã cao nhưng bản mệnh vẫn luôn tự tin thể hiện cái năng lực của mình. Với cái năng lực sẵn có lại thêm cái kinh nghiệm tích lũy từ lâu, dường như là không có khó khăn nào mà quý vị không trải qua được. Duy chỉ có sức khỏe là quý vị cần phải quan tâm. Trong tháng này thì lại có lưu niên tang môn và cái bệnh phù, đó tang môn chủ về tang tóc, chủ về cái buồn phiền. Còn cái bệnh phù nó cảnh báo sức khỏe của quý vị trong thời gian này cũng khá là xấu. Đấy. Vậy nên trong thời gian này quý vị phải quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình hơn. Sức khỏe giảm sút mạnh chủ yếu là do những cái tác động của những cái biến cố trong cuộc sống khiến cho tinh thần quý vị bị căng thẳng và mệt mỏi. Trong thời gian này những người tuổi Mậu Tuất nam mạng cũng cần phải có cách nhìn thoáng hơn về mọi vấn đề, không nên than thân trách phận hoặc là đổ lỗi cho người khác. Đó. Tiếp theo chúng ta xét tháng 7 âm lịch là tháng Giáp Thân. Thì trong cái tháng Giáp Thân này này, trong tháng Giáp Thân này này thì chúng ta có lưu niên Lâm Quan nó nhập mệnh. Đó. Lưu niên Lâm Quan nhập mệnh và thêm nữa là thêm có ông Hỷ Thần đó, Hỷ Thần đây. Cũng như là gì? Có cái cát tinh là Thiên Việt và cái sao Thiếu Âm. Vậy nên là trong thời gian này thì nói chung ấy, cái vận thế của những người tuổi Mậu Tuất nam mạng cũng khá là tốt. Quý vị sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi cái khía cạnh mà mình tham gia. Dù việc lớn hay việc nhỏ thì quý vị cũng không nề hà, nói chung ấy, ai nhờ thì cũng làm. Những người tuổi Mậu Tuất thì nổi bật với cái tư duy nhạy bén, với khả năng phân tích và gì cũng được gì được chú ý vì có những cái đánh giá khác biệt so với mọi người. Nói chung ấy, trong thời gian này quý vị cũng không nên bác bỏ những ý kiến của người khác hoặc là chống đối đó. Quý vị nên tuân theo, đừng cố gắng gồng mình lên nữa. Quý vị hãy để thể hiện cái sự
đúng đắn và cái sự tin tưởng của mình. Khi mà có thành quả rồi thì mọi người chắc chắn cũng sẽ phải công nhận quý vị mà thôi. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 8 lịch là tháng Ất Dậu. Thì trong tháng 8 lịch có đế lưu niên đế vượng nhập mệnh, bên cạnh đó nó lại có quan phù và có phi liêm. Nói chung trong tháng này thì vận khí khá bình ổn, cái lưu niên đế vượng nó nhập mệnh. Nên nếu mà quý vị đã về hưu ấy, thì quý vị có thể an tâm tận hưởng cái cuộc sống an nhàn, không cần phải quá là vướng bận về cái công việc hay là việc mưu sinh. Đời sống thường ngày về cơ bản thì khá là thuận lợi, ít có sóng gió. Nếu mà vẫn đang trong thời gian tại chức thì quý vị cũng có thể yên tâm tận hưởng và tiếp tục cống hiến, làm tốt công việc và cái chức vụ hiện tại của mình. Tuy nhiên, trong tháng này lại có lưu niên gì quan phù và cái phi liêm nó nhập mệnh. Đấy. Vậy nên trong thời gian này nhắc nhở quý vị nên cẩn trọng trong cái việc hùn hạp vốn làm ăn, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng. Các mối quan hệ xã giao thì cũng không còn tốt như trước nữa, ăn nói cần phải giữ mồm giữ miệng thì mới tránh được cái chuyện thị phi. Thêm nữa lại lâm vào cục diện lục hại thái tuế, lục hại với người lệnh. Vậy nên là trong tháng này thì những người tuổi Mậu Tuất cũng gặp khá nhiều khó khăn trắc trở đấy. Vậy nên những người tuổi Mậu Tuất thì hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta xét tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất. Thì trong cái tháng 9 âm lịch tháng Bính Tuất, quý vị có cái lưu niên suy nhập mệnh, bên cạnh đó lại có lưu niên tử phù và tấu thư. Thưa quý vị, nói chung lưu niên suy nhập mệnh nên là nếu quý vị vẫn đang làm việc thì công việc của những người tuổi Mậu Tuất trong thời gian này cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, khó đạt được những cái thành quả như mong muốn. Khó khăn nó thường đến rất là bất ngờ, khiến cho quý vị gì phải loay hoay tìm cách mà xoay sở, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Bên cạnh đó, cái lưu niên tử phù này nó còn sẽ mang lại những cái sự cạnh tranh, dẫn đến là đấu đá hoặc là gì loại trừ nội bộ lẫn nhau. Các mối quan hệ với đồng nghiệp thì cũng gặp nhiều cái khúc mắc, dễ vướng vào cái chuyện thị phi tranh chấp. Vì thế cũng cần phải có phương án dự phòng, cần chú ý đến cách hành xử của mình để tránh phá hoại, dẫn đến là thất bại. Đó là cái tháng 9 âm lịch. Tiếp theo chúng ta xét tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi. Trong tháng 10 thì có lưu niên bệnh nhập mệnh, lại thêm cái lưu niên tuế phá và tướng quân. Nói chung trong năm 2025 năm Mậu Tỵ vào tháng 10 này thì dưới ảnh hưởng của cục diện lưu niên bệnh đấy, những người tuổi Mậu Tuất Nam Mạng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần làm việc, cái thái độ làm việc cũng chỉ đối phó và gì lơ là, có thể khiến cho quý vị mắc phải những cái sai lầm không đáng có. Quý vị hãy nghiêm khắc hơn với bản thân, đồng thời nếu mà cảm thấy việc nào vượt quá cái khả năng của mình thì nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác để nhanh chóng được giải quyết, không nên im lặng cho qua. Bên cạnh đó lại gặp cái tuế phá hung tinh nữa, vậy nên là gì trong tháng này nó cũng mang đến nhiều cái rắc rối. Quý vị cũng nên chú ý cái họa thị phi, không nên đôi co lời qua tiếng lại với những người khác mà chỉ dẫn đến tình trạng thiệt thân. Tuổi tác càng cao thì quý vị càng cần phải có ý thức bảo vệ cái sức khỏe và giữ gìn cái an toàn cho chính mình. Đó là những cái quý vị điều mà quý vị cần lưu ý trong tháng 10 âm lịch. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 11 âm lịch, đó là tháng Mậu Tý. Trong tháng này thì có lưu niên tử nhập mệnh. Thưa quý vị, nói chung lưu niên tử nhập mệnh kèm theo cái tiểu hao này. Cái tiểu hao, lưu niên tiểu hao này, thì nó cho biết là cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mậu Tuất đang có xu hướng đi xuống, trong khi bản mệnh đang phải loay hoay với cái việc những cái việc rắc rối trong công việc ấy và tìm đủ mọi cách để mà cải thiện cái thu nhập, thì tiền bạc lại cứ thoát thoát theo cái cách rất khó hiểu. Những người tuổi Mậu Tuất thì bị quá nhiều cái chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà cái việc kiếm tiền nó có phần bê trễ, có thể do mất phương hướng trong công việc. Cuộc sống là cái lý do khiến cho quý vị tới giờ vẫn chưa thể tìm được ra cái con đường đi cho riêng mình, nên là tài lộc nó cũng khó tụ ở trong thời điểm này. May mắn là trong tháng này vẫn còn cái cát tinh là Long Đức và cái Thiên Khôi, thì đây là hai cái quý nhân nó cũng sẽ giúp cho quý vị gì đỡ đi phần nào cái khó khăn, cái vất vả đó. Tháng cuối cùng chúng ta xét đó là tháng 12 âm lịch, nó là tháng Kỷ Sửu. Thưa quý vị, trong cái tháng 12 âm lịch tháng Kỷ Sửu ấy, thì những người tuổi Mậu Tuất nói chung trong tháng này có lưu niên Bạch Hổ này, lại có Thanh Long, lưu niên Thanh Long nữa. Nó đem đến những cái tin vui trên cái đường quan lộc và gì tài lộc đối với những người tuổi Mậu Tuất Nam Mạng. Các nguồn thu trong cái thời gian này nói chung khá dồi dào, đủ ăn đủ tiêu, đảm bảo cuộc sống cơ bản và nói chung cũng có phần gia tăng. Tháng này tháng cuối năm quý vị cũng được nhiều lộc lá, có thể là tháng lương thứ 12, 13 cũng sẽ được gia tăng. Ngay cả những người về hưu thì cái nguồn thu nhập cũng sẽ được ổn định hơn, có thể hỗ trợ ngược lại cho con cháu. Cái việc làm ăn thì có thể mở rộng thêm, nhưng mà quý vị đề phòng xuất hiện những cái cạnh tranh, những cái tác động bất lợi khách quan. Trong năm thì quý vị cũng cần phải tỉnh táo, tính toán một cách cẩn thận, tránh sơ suất nhất thời mà làm mất đi tiền của. Cái việc chi tiêu cũng nên cân đối. Tuy nhiên, trong thời gian này cái lưu niên Mậu nó nhập mệnh, nó cũng báo hiệu là cái tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt.
tuổi tác càng cao thì quý vị cũng càng cần phải là gì, có ý thức bảo vệ cái sức khỏe của mình và giữ an toàn cho chính mình. Cũng cần phải chú ý chăm sóc và điều dưỡng nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và tránh xa rượu bia đấy quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của những người tuyển mộ Tuất sinh năm 1985 mạng trong cái năm 2025 đã mất tị, cũng như là cái vận trình của quý vị chi tiết từng tháng, tháng nào tốt, tháng nào xấu. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống, giúp cho quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.